Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ review với cả nhà một cái máy lọc không khí của Xiaomi, mã là 3H ha. Bây giờ trước hết mình cứ mở hộp và review trước. Còn nói về cái lý do tại sao mình chọn cái sản phẩm này thì mình sẽ nói sau. Ai muốn nghe thì sau đó ha. Còn bây giờ cứ review cái máy này nó như thế nào và nó có những gì. Rồi, cho lấy cái hộp đây. Rất là nhanh. Trong cái mùa dịch Covid này thì đặt hàng phát là một tiếng sau là đã có hàng tại nhà rồi. Giá của nó là 3.280.000. Này con lấy cái kéo vô bố à. Trời ơi, rành quá, người ta nói kéo đâu nó biết kéo đó. Từ từ để rọc nó ra như nè, đứng đưa tay vô đứt tay. Đây là cái gì? Đây là cái thông tin đơn hàng 3.250.000 nha, trong giấy này ghi. Rồi. Đây là bản hướng dẫn. Khỏi cần xem, chắc cũng chả có gì hết. Mình mua hàng mình ít có coi hướng dẫn, bởi vì trước khi mua mình đã xem qua nó như thế nào rồi, xem rất kỹ rồi. Còn mấy cái công nghệ như là wifi, điều khiển remote từ xa thì chả có vấn đề gì. Sao anh lấy cái bao ni lông ra cho bố nè, rồi bỏ vô thùng luôn đi. Đây, chiều cao của máy là 52 cm. Nó là hình vuông, mỗi cạnh của nó là 24 cm. Đây là mặt trên của nó. Đây là cái bảng điều khiển của nó, cảm ứng. Còn các cái lỗ này là để hút không khí bên ngoài vô. Nó 360 độ luôn, bốn mặt đều hút vô và đưa không khí lên trên. Con coi ở trong đó có dây điện gì không con? Không có là khỏi xài luôn á. Có không? Rồi, dây điện nó giấu trong đây rồi. Đây. Đây là cái hộp để con né máy quay ra kìa, con ngồi qua bên đây. Cái hộp này để lấy cái bộ lọc ra thay. Giấu kỹ nha. Đây cái nắp của nó có cái hướng dẫn tháo cái hộp lọc ra để mà vệ sinh. Đây cái bộ lọc của nó. Lưới. Đừng có sợ vậy. Cái lưới nó là rất nhỏ để mà lọc được các cái bụi mịn nhất. Đây là dây nguồn. Đây. Dây nguồn này nó cho như dài là 1,5 m. Con ngồi bên đây nè. Ngồi. À, bỏ vô thùng đi. Rồi gắn cái nắp lại. Rất là dễ áo lắp ra vệ sinh. Đây lỗ nguồn chắc dưới đây, đúng rồi.
cái đó là có mù. Có gánh chưa? Nó dòng điện của nó auto từ 100 đến 240 V. Rồi. Rồi, để có lấy cái ổ điện kéo vô test. Đó, mới chưa cái tiếp đấy. Con đứng một bên thôi, con đứng đừng có che cái máy. Màn hình này nó gồm hết luôn, là nút khởi động luôn, power luôn. Đó, bấm nhẹ, chạm nhẹ là nó lên. Ê, đầu tiên đây là thông số gì đây? Hiện đang ở chế độ A là auto. Nhiệt độ bên trong cái phòng này đang là 28 độ C. 57% chắc là độ ẩm. Còn 21 này nó là cái chỉ số của độ sạch không khí ha. Cái hay của cái này nó là có kết nối wifi để điều khiển. Hiện tại ở chế độ A này đó, không biết nó làm việc công suất nó bao nhiêu mà mình thấy dường như là nó không có nghe tiếng gì cả. Rất là êm. Thôi bây giờ mình tự chỉnh cái chuyển qua chế độ khác thôi. Cái này một vạch là mức độ nhẹ. Cho nên cái hơi không khí nó tuôn đây, nó hút tất cả vô đây và nó tuôn đây. Và nó đưa ra không khí, vậy là cũng cảm thấy mát rồi. Đây là hai vạch là mạnh hơn. Mạnh hơn như vậy là mình bắt đầu nghe cái tiếng quạt của nó rồi đó, là ở mức 2. Và mình để mức 3 là chế độ mạnh. Mạnh nhất của nó. Thì cái tiếng này ban ngày để được chứ mà đêm ngủ thì cảm thấy là không hay. Nhưng mà hồi nãy mới vô mình thấy cái số của nó là 25, 26 gì đó. Bây giờ nó đang xuống còn 21, có nghĩa là cái mức độ hút và xử lý cái bụi bẩn các cái đang làm việc. Và khi nào chắc tôi nghĩ nó xuống 0 là tuyệt đối là ở trong phòng này là nó đã sạch. Đó là chế độ mạnh nhất để làm cho nó nhanh nhất, lẹ nhất. Còn cái chế độ A nãy là auto, nó làm vừa phải và thích hợp thôi, không nhất thiết là phải làm nhanh như vậy. Nó cứ từ 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 làm một cái chế độ phù hợp mà nó khá êm. Còn cái này là mức 3, nhanh nhưng mà nó ồn. Hy vọng có cái máy này thì từ nay sẽ có một bầu không khí trong lành tại nhà của mình. Đó thì sản phẩm Mi 3H là nó chỉ có như vậy thôi. Cuốn hướng dẫn, dây nguồn, rồi một cái máy. Cái máy là tính luôn bên trong nó có cái hộp. Hộp lọc, cái lưới lọc là sản phẩm nó là đầy đủ trong cái thùng là như vậy thôi. Không biết các bạn có nghe cái tiếng không? Cái tiếng đó là tiếng quạt gió của nó khá rõ đó. Còn 10, 11 thôi. Để mình cho các bạn xem cái này. Đó, hồi nãy là 23, bây giờ còn 004 thôi. Rồi đó. Đó là thông tin hiển thị trên cái màn hình cảm ứng của nó. Rồi, đó là về những cái gì có ở trong cái máy này ha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với tư cách cá nhân thôi. Tại sao mình lại chọn mua cái thương hiệu này của Trung Quốc? Thì như các bạn biết á,
Hiện nay cái máy lọc không khí này á, nó có rất là nhiều cái thương hiệu như là Sharp là của Nhật, Samsung, Panasonic, rất là nhiều. Lý do tại sao mình sử dụng Xiaomi, nó là của Trung Quốc nhưng mà chưa chắc là nó rẻ hơn của thằng Sharp nha. Của thằng Sharp á cũng tương đương với cái này, mà nó có thêm cái chức năng là tạo ion để mà diệt khuẩn. Mà tại sao mình không chọn cái máy Sharp đó, nó chỉ có giá 2 triệu mấy thôi, mình không chọn, là cái nhất cái ion nó thôi bỏ qua đi. Bởi vì cái dùng cái chức năng ion để mà diệt khuẩn, kháng khuẩn á, thì đúng theo khoa học á, thì cái điện tích ion đó nó tác động lên cái con vi khuẩn. Nếu mà con vi khuẩn nó bay trong không khí nè, nó bị dính với cái điện tích đó thì nó chết chắc là đúng. Nhưng mà vi khuẩn đâu có bình thường, đâu có lơ lửng trong cái không khí như vậy, mà thường là nó đi qua từ nước bọt của người mang bệnh rồi giăng qua mình hoặc này nọ. Thì với cái con vi khuẩn như vậy thì cái máy như vậy thì không có diệt được. Cho nên là công nghệ khoa học, theo khoa học thì nó diệt được, mà trên thực tế thì để mà diệt được con vi khuẩn ở trong không khí thì hiếm lắm, và coi như chức năng đó thôi bỏ qua. Rồi về phần chỉ là cái máy lọc không khí, mình chọn cái thằng Xiaomi này đó bởi vì cái nhất này không, thiết kế của nó rất là đẹp. Thiết kế hay nữa, cái thứ hai nữa, nó là dùng cái bản màn hình OLED cảm ứng, rất là gọn, rất là hay. Hay ở chỗ là thông tin hiển thị rất là đầy đủ chi tiết. Cái thứ ba nữa là nó là cái máy thông minh, nó cho mình điều khiển từ xa bằng điện thoại. Ví dụ như mình đi đâu xa về mà trước khi về tới nhà mình muốn mở nó lên trước, mình cứ việc mở điện thoại ra, truy cập tới cái này, bấm mở trước cho nó làm sạch cái phòng mình trước đi, trước khi mình về tới nhà và bước vào. Đó là cái điều khiển từ xa trên điện thoại rất hay, thằng Sharp chưa có. Mà cái thằng Sharp thì dàn nút ở trên đây là nhìn thấy chán rồi. Nếu mà thích thương hiệu Sharp thì các bạn cứ mua. Cái thứ ba nữa, mình chọn cái thằng Xiaomi này của Trung Quốc. Thì thật ra hồi nào giờ mình chả có thích cái thương hiệu nào của Trung Quốc hết đó. Mình sử dụng điện thoại các cái là Apple hết. Là từ nào giờ Samsung mình cũng chưa bao giờ mua. Mà lần này mình chọn Xiaomi là cách đây khoảng 2 năm trở lại. Cái thương hiệu Xiaomi nó cũng làm cho mình rất ấn tượng về nhiều thứ rồi. Xiaomi nó là một cái thương hiệu của người Trung Quốc, và nó sản xuất cho người Trung Quốc xài. Châu Âu, nước Mỹ, nước các nước thế giới xài cái thương hiệu Xiaomi rất nhiều. Vậy thì cái thằng Xiaomi không để chê được à ha. Cái tình hình ô nhiễm của Trung Quốc là các bạn biết rồi, ô nhiễm rất nặng. Vì cái lý do đó mà nó sản xuất ra cái máy này, và nó sản xuất ra cái máy lọc không khí này để giảm đi cái tình trạng ô nhiễm của nó, thì mình chọn nó cũng là hợp lý thôi hả. Xiaomi mấy năm gần đây, 2 năm đây là sạc dự phòng điện thoại Xiaomi rồi, xài cũng rất tốt hả? Cho nên là đây là cái sản phẩm đầu tiên của mình với thương hiệu là Xiaomi. Và mình còn rất là mê cái scooter chạy bằng điện á của Xiaomi, mình cũng rất là thích, nhưng mà chưa mua thôi. Giới thiệu với các bạn hôm nay cái máy lọc không khí là như vậy, và cái cảm nhận của mình tại sao lại chọn cái thương hiệu này. Ok, bye bye.